triển rất là tốt ạ. Em cảm thấy là đỡ được cũng khoảng được 50%. Vấn đề y học là vấn đề quan trọng trong thể thao đỉnh cao. Chúng ta không nên phân biệt giữa cầu thủ nam hay nữ khi họ gặp chấn thương. Khi họ gặp chấn thương thì quá trình hồi phục đúng cách và nhanh sẽ quan trọng. Điều này sẽ giúp các cầu thủ nhanh chóng trở lại với phong độ tốt nhất. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với các vận động viên nữ. Lúc đầu, tôi không có suy nghĩ khác biệt giữa vận động viên nam và nữ. Sau khi làm việc, tôi thấy các vận động viên nữ có sự khẩn trương hơn các vận động viên nam. Thì họ rất hăng say, chăm chỉ tập luyện để phục hồi. Tôi nghĩ rằng nền y học Việt Nam trong tương lai sẽ rất phát triển và các vận động viên sẽ không cần phải ra nước ngoài để điều trị nữa.